Dạ nổi hả? Hôm nay ta sẽ đam, đam và đam, đam phải nói là hôm nay là đam mạnh. Đam cho mấy thằng ba que xỏ lá, mấy thằng cốc nhái cầu phím gì đam cho nó văng hết. Ha. Hôm nay anh sẽ cho các cân biết thế nào là đam mạnh của cái gì? Của hậu vệ đu càn hạng một thế giới chánh tông nó như thế nào. Ha. À, nhà mọi người chia sẻ cái video live ngày hôm nay, quên cái livestream này hôm nay ra cho nó mạnh mạnh chốt để cho mấy cái thằng cào phím là hả 10 ngón cho nó vô để nó chém lên, nó chữ lộn với chùm sò em mới vui. Hôm nay thì nói chung nhân cái ngày giải phóng đó là miền Nam không thì có nói chung nó có rất là nhiều cái tiêu đề. Thì hiện nay ở nước ngoài nhất là tại Na Uy cái con là cao ve mà thiếu nợ nhà nước Đoàn Thị Thùy Dương nó đang cùng với cái đám bộ sậu của nó tổ chức ngày quốc nhục quốc hận gì đó ở bên Na Uy á nha, đang dương mấy cái cờ kích gì ra đi làm mấy chùa hè lố nhố láo nháo mấy ngoè à. Một số tên cào phím thì hiện nay đang là lên mạng Facebook bảo rằng là ngày là 30 tháng 4 là ngày mà cơm sườn Việt Nam cơm sườn Bắc Việt vào là cưỡng chiếm miền Nam vào cướp miền Nam các kiểu ba lơ ba la các thứ. Thì trong đó là tụi nó lại tiếp tục nhai đến cái vấn đề đó là chuyện tổng số vàng là 16 tấn của ngân khố quốc gia Việt Nam cộng với 24 cái tấn vàng các khoản khác nằm ở trong gì? Nằm trong các ngân hàng ở nước ngoài của ngân khố quốc gia Việt Nam đó là ngụy quyền Sài Gòn đó. Thấy không? Tổng số là khoảng gần 40 tấn vàng. Thì chúng nó luôn rào rú hỏi rằng là tổng số 40 tấn vàng đó đó nó đã đi đâu và về đâu. Thấy không? Rồi cũng có một số kẻ là bảo rằng là cái cộng sản Việt Nam của chúng ta, chính quyền Việt Nam đó mà chùm sò ghét cái phải dùng cái từ đó quá để cho chùm sò dùng từ là chính quyền cơm sườn Việt Nam không đã dùng 40 tấn vàng đó đó để làm cái gì, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa rồi cái việc là bọn là gì, bọn cào phím 10 ngón lại thổ thể hiện cái độ ngu học của chúng nó quanh cái việc đó là chúng nó bảo 16 tấn vàng đó đó, 16 tấn vàng là của ông tổng thống mà ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đó, nó đã đi đâu về đâu không. Rồi nó bảo rằng là 16 tấn vàng đó đó chính phủ Việt Nam chính phủ cơm sườn Việt Nam nó đem gì đem bán cho Liên Xô. Chút sẽ nói đợi mọi người chia sẻ gặp lại đi. Buổi live ngày hôm nay sẽ là buổi live lâu dài, hơi lâu đây, bởi vì chuẩn bị đầy đủ. Phải chia sẻ ra đây, để cho bao quay nó vô về. Có bà que vô đam á mới vui chứ không có bà que vào rồi không hấp dẫn. Phải đợi cái đám là okay. Phải đợi đám xỏ lá bao que đám cào phím 10 ngón nó vào mình mới cảm thấy nó vui. Tại vì á, tại vì cái phải có bọn đó
nó giàu nó sủa nó ẵng nó có gì nó có dịp để bui chứ, chứ nếu như mà không có gì không có bọn nó vào sủa sẽ gì? Sẽ rất là buồn à. Chụp họa chụp sò thì nói chung rất là khoái đi chụp ngoái mấy cái đám sổ lá bà que cái đám ức láo nháo mà cờ cứt ba sập à. Thì thông tin hôm nay sẽ nói chung cái này là cái thông tin nó thiếu chính xác đó là anh Trần Văn Khoan cái số 16 Tấn Hoàng đó, đó anh Trần Văn Khoan là không có chuyển ra nước ngoài nhé, nó vẫn nằm trong là ngân khố quốc gia là hả ủy quyền Sài Gòn chứ không có chuyển ra nước ngoài. Cái số vàng đó là 16 tấn vàng đó, đó nó được dùng để là trả nợ cho cái thằng con quan á, thằng con quan là hả ủy quyền Sài Gòn đó anh Trần Văn Khoan, nhưng mà tổng cái số tiền lãi tiền nợ mà thời giá năm 75 để trả hết cho mà cái số nợ hơn đó là 145 triệu đô là gì đô la trăm anh Trần Văn Khoan, thì đến năm sang năm tới là chúng ta sẽ trả dứt. Năm 95 thì chúng ta chỉ mới trả là một phần nợ gốc thôi. Năm 97 thì chúng ta trả một phần lãi. Số còn lại là chính quyền Mỹ trả cho chúng ta là trả gì trả chậm. Và sẽ cho trả dứt điểm là vào năm 2019 này chúng ta coi như là tạm thời dứt điểm cái số nợ mà cái thằng con quan. Đó, Quýt Ngang Cộng Hành. Nó hoài của bố Mỹ chúng nó đó. Đó. Đòi đòi không thiếu xu mà. Là Chùm Sò đang chia sẻ vô mấy cái đấu trường để mời ba que nó vô là nó chém lộn với chữ gió rồi nó chém gió với Chùm Sò có ba que vào nó mới vui, không có ba que nó khỏi sẽ không vui. Cái thông tin về 16 Tấn Hoàng đó thì nói chung cái vấn đề cho nó hiểu điều đó đều xuất phát từ những cái là bài báo ở nước ngoài cũng như lẫn trong nước của gì một số tướng tá gọi là những kẻ mà ghét ông Nguyễn Văn Thiệu mà thôi, tại vì lúc ông ta rời đi rời khỏi Sài Gòn thì có đem theo là mấy chục cái vali nặng khoảng 17 tấn, cho nên từ cái chỗ đó đó người ta mới đặt cái nghi ngờ và câu hỏi là liệu ông ta có chuyển 16 tấn vàng nó ra nước ngoài hay không. Thì lúc bây giờ là một cán bộ của Ngân hàng Quốc gia Sài Gòn đó thì người ta đó là đã xác nhận là 16 tấn vàng đó vẫn nằm còn nằm trong ngân khố quốc gia là Sài Gòn ngay tại bến Chương Dương ha, cho nên cái chuyện mà bị chuyển ra 16 tấn vàng đó là không có thật ha. Nhưng mà nhiều người lại là thắc mắc là cũng giống như anh Trần Văn Khoan có lẽ là ông ta đã chuyển có chuyển đi với là một số vàng đó, tại vì á những người mà khi khiêng qua ly của ông ta đó người ta nghe cái tiếng là kim loại va vào nhau trong đó cho nên người ta cũng đặt cái câu hỏi và nghi ngờ ha. Là liệu có thể là ông ta đã chuyển ra nước ngoài một số vàng trị giá khoảng mười mấy triệu cho hôm nay mấy thằng xổ lá nó đâu mất tiêu chưa, không lẽ tụi nó cũng đi ăn lễ ké là hả ngày 30 tháng 4 của chúng ta đó hay sao ta, bọn này nó cũng đi ăn ké lễ lộc của chúng ta nữa hả. Đây. Nói chung là buổi chém ngày hôm nay nó sẽ dài dòng, nó sẽ dài lê thê, cho nên là hôm nay thoải mái luôn. À. Hôm nay sẽ nói về tiêu thì tiêu đề Chùm Sò đã viết rồi. Về vấn đề là tài sản cũng như là kinh tế của là Sài Gòn sau những năm là sau ngày là quân là quân đội vào là tiếp quản Sài Gòn ha. Rồi là nền kinh tế của Sài Gòn sau những năm giải phóng ha. Và số vàng 16 tấn vàng của là gì của ngân khố quốc gia ông Nguyễn Văn Thiệu nè ha. Rồi cái thứ nhất thứ hai nữa là tổng số 40 tấn vàng mà hả gì mà mấy bác ba que bảo rằng là để lại tổng số là 40 tấn vàng, vậy thì chính quyền công sự Việt Nam đã dùng số vàng đó
vào cái mục đích gì, đúng không? Còn đối với một số trang web Facebook của bọn Nhật ký bán nước thì chúng nó bảo là 16 tấn vàng đó đó, chính quyền công sự Việt Nam nó đem bán cho Liên Xô, vân vân. Chút sẽ đề cập tới luôn. Rồi sau đó là gì? Thì sau đó là đến những cái vấn đề như là cải cách ruộng đất năm đó là 45 cho đến năm 54 đó. Còn sổ lá Ba Que cũng hay nói đó, về kinh tế là của Việt Nam sau giải phóng, vân vân và vân vân. Mà cái điệp khúc của mấy bác đó là gì? Mấy bác cờ cứt cũng như là mấy cái thế hệ F2, F3 của cờ cứt Ba Sọc, hay là gấu đó, Việt Nam nghèo đói lạc hậu đó, vân vân và vân vân. Để chúng ta cùng tìm hiểu nha. Thì chắc có lẽ trước tiên thì chúng ta sẽ vào là lịch sử là về cải cách ruộng đất cái đi, rồi sẽ đến là chuyện vàng bạc kinh tế sao, không? Thì hiện nay trên mạng Facebook đó, nói chung thì cái điệp khúc về cái vấn đề là cải cách ruộng đất mà bọn Ba Que sổ lá hay gào hay gú hay nhai suốt cũng có điệp khúc đó. Nào là gì? Cải cách ruộng đất năm đó là 45 54 đó, không? Đảng Cộng sản Việt Nam đó, không? Đã hãm hại đó đâu, gần 200.000 người đó, vân vân và vân vân đó, giết cái người cái kiểu đó quá nhiều đó, không? Vậy cho hỏi lại gì nè, cải cách ruộng đất đó, năm 45 đó, nó là một cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Xin khẳng định nhé, cái chủ trương nó là hoàn toàn đúng đắn khi khi đưa xuống dưới, nhưng cái nhưng ở đây nó mới là điều quan trọng. Chủ trương thì là đúng, nhưng mà những cái cán bộ ở phía dưới ở địa phương á, những người thực hiện cái chủ trương đó đó thì lại làm sai, đúng chưa? Họ làm sai, họ không thực hiện theo đúng cái chủ trương chính sách của gì, của đảng nhà nước và bác gì bác đưa ra, họ lại làm khác. Tại vì sao? Đơn giản một điều, ngày xưa người dân á bị chính gì địa chủ cường hào ác bá đó, không, nó đè đầu cưỡi cổ nó bóc lột, không? Mà nay Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, không? Cho người dân cái quyền làm chủ, độc lập, tự do, dân chủ, không? Bây giờ người dân đó được quyền làm chủ rồi, họ có quyền ngẩng cao đầu mà, đúng chưa? Cái chủ trương là người nghèo có ruộng để cày, cải cách ruộng đất để ra đời đó, nhằm gì? Nhằm là tịch thu bớt những cái gì điền địa đất đai của các tư sản cường hào ác bá của người Pháp để san sẻ lại cho gì người nông dân nghèo. Nhưng mà trước đây họ bị chính nó là địa chủ cường hào ác bá nó gì nó đè đầu cưỡi cổ, à, bây giờ được có quyền rồi, tất nhiên họ phải gì, họ phải báo thù, à, họ tố cáo đó, tố cáo những người đó là gì, là địa chủ cường hào ác bá, thậm chí có cả gì, có cả những gì là tư sản địa chủ là những người yêu nước đó, mới chết đó. Đó, đây mới chính là cái vấn đề là đau đầu đó. Rồi sau khi cái vấn đề mà cải cách ruộng đất đó xảy ra đã gây ra những hậu quả nặng nề, thì đảng và nhà nước lúc bấy giờ là Bác Hồ đã gì, đã đình chỉ ngay cái sắc lệnh là cải cách ruộng đất đó, đồng thời là yêu cầu điều tra và xử lý những cán bộ đã vi phạm vào cái chủ trương cải cách ruộng đất đó. Hàng loạt cán bộ là công chức của đảng là bị xử lý, không? Và tất cả các tài sản của gì, của là những địa chủ, những là người yêu nước đó, địa chủ mà yêu nước đó, thì đã được trả lại. Nhưng mà có giải quyết thì nó cũng không thể nào giải quyết lại được 100% được. Đấy. Từ chỗ đó đó, một số là vị địa chủ mà yêu nước đó, ngày trước đó thì vì đất nước họ gì, nay họ cái cải cách đất đó làm cho họ phải mang tiếng xấu, cho nên họ bất mãn, họ tức giận. Và sao mặc dù được đảng nhà nước là minh oan rồi trả lại tài sản, nhưng mà nó không có gì, không hài lòng của họ, họ tức tối, họ đã gì chứ gì di cư vào trong Nam đó, bắt đầu cái họ gì, họ theo cái mà cái bọn ngụy quyền Sài Gòn đó, đó. Họ tố nói với là ngụy quyền Sài Gòn những vấn đề đó, đó xuyên tạc đủ các thứ cho đó. Nói chung về cái chủ trương chính sách mà cải cách ruộng đất đó, nó không có cái gì sai hết, không? Nhưng mà chỉ có những người thực hiện đó đã gì, đã không thực hiện một cách nghiêm chỉnh, và cộng thêm cái mức nỗi bức xúc của là quần chúng nhân dân từ xưa đến nay là bị gì, bị cường hào địa chủ đó, đè đầu cưỡi cổ, nay được quyền tới gì, quyền tự do, quyền làm chủ, thì họ tức tối, họ báo thù lại, gây ra những cái mà hơi cảnh đau lòng chưa.
Nhưng mà đó cũng là một cái sai. Dạ gì, vừa đảng cộng sản là hả Việt Nam dục, ngay cả gì, ngay cả cố chủ tịch Hồ Chí Minh đã công khai gì, nhận cái lỗi đó về phía mình, mặc dù bác là người ký sắc lệnh trên, đúng không? Cái sắc lệnh trên thì nó đúng, nó có cái gì là phải sai. Cái người làm sai là chính gì, là những cái cán bộ đã thực hiện, đúng không? Những cái cán bộ ở địa phương đó, đó đã thực hiện cái chủ trương đó đó sai, đúng chưa? Bác thì người ban hành ra chứ, bác có thợ tận tay bác đi xuống dưới bác làm chứ. Mà các người nói rằng đây là do bác gây á, nói thì phải nói nó ngu, nhưng mà tụi nó không có chịu. Tụi nó bảo rằng đó tất cả đều do cái gì, cơm sườn là do bác gây ra. Nó nói là do bác gây ra, bác ban hành cái quyết định đó. Bác gây ra nên cái thảm cảnh hơn mấy trăm ngàn người trong là cải cách ruộng đất nó phải chết đấy. Cái chủ trương là nó đúng anh Ngô Minh Châu, nhưng những người thực hiện cái chủ trương đó họ làm sai, phải nói nó chuẩn và cho nó rõ như vậy. Và bác đã đình chỉ ngay là cái chủ trương đó, và đồng thời xử lý ngay những cán bộ, những người đã làm sai cái chủ trương đó, và trả lại tài sản cho gì, cho những người bị hại. Nhưng mà có giải quyết gì chăng nữa thì nó không thể nào giải quyết là thấu đáo lại là được 100%, cho nên từ đó mới gây ra cái nỗi ấm ức trong chính những người, những người là bị hại đó. Cái con quần què mất dạy này mày sủa gì thế, để tao mời mày lên mày sủa với tao là con Nguyễn Bảo Ngọc nha. Vì cái mày là tao sẽ lóc ao mày ngay đó, nhưng mà cho mày cơ hội để lên đây là chửi chửi tao đấy, không tao thì rất là dân chủ, không ở đây là không có để em nói cho anh Ngô Minh Châu biết luôn ha, cái vấn đề mà cải cách ruộng đất đó đó nha. Mà anh nghe những cái thông tin trên cái gì, trên của mấy đám liều báo trên mạng Facebook á, thì để em thưa cho anh vậy luôn nè, những bài viết hiện nay mà trên mạng Facebook bọn nó đang tuyên truyền các kiểu đó, à, nó đều từ đâu ra? Đều từ do là hả cái cục tình báo mà hả tâm lý chiến của ngụy quyền Sài Gòn viết đó nha. Nha, nói gì cho các anh hiểu, chứ nói dòng dài quá cũng khó hiểu lắm, tại vì diễn giả này nhức đầu lắm, tôi trình độ nó có hạn. Dạ. À. À, Thanh Vô ơi, đã ta nói con có khùng có ngáo có điên quá nha. Một con chó rất rẻn bắt dạy à, nghe nói cái tên nghe nói chắc là dân Việt kiều đâu lên xin mời lên là hả chém gió cùng chó vui gích nguyên gì đó. Này rất mẻ, sao thấy viết những câu viết gì sao không có văn hóa cái gì trơn, sống lên mà hả tranh luận phản biện gì coi rất mẻ rất nguyên chứ. À, cái cải cách ruộng đất nói thẳng cho các người nó đơn giản đều vậy thôi, sao chứ thấy cào phím nhanh quá, sao ta mời lên không lên như quýt mẻ để nghe cái tên chắc là dân ở xứ thiên đường dân chủ mà sao cầu mình viết những câu gì ta nói như theo thành phần gì dốt nát ngu học quá vậy. À, cái chủ trương mà cải cách ruộng đất đó, của gì của đảng và nhà nước đó, không họ đâu có che giấu, họ đâu có lấp liếm, họ sai thì họ nhận sai và họ gì họ chịu bị xử lý. Nhưng mà có những kẻ không đã sai mà không muốn gì, không muốn nhận mình là sai, và chúng nó gì chúng nó luôn bảo rằng chúng nó luôn gì là tốt, trong đó nào cũng tốt, đúng không? Trời ơi ơi rất miệng ơi rất miệng ơi, một thứ cái văn hoa gì văn hóa ngôn phong phải nói là thua cả một thằng cu ly, đó là một thằng cu ly bốc xếp, đó là trình độ văn hóa của lớp 3 như tao mày còn chẳng dám lên để nói chuyện kìa. Trời ơi thôi phải núp như là núp sau cái bàn phím để cào tội nghiệp quá, thôi không đó không để ý bọn mày nữa.
cái vấn đề cho nó được gì được đưa ra trước cả quốc hội, đưa trước ra trước nhân dân để gì để mà hả bàn luận các vấn đề đó sai và bị xử lý đó. Có bao che không? À, không có bao che, chừng nào cái đó không có đưa ra. À, mày không giấu á, mấy ông bao che, các người nói gì nó quả may, dân như chúng tôi còn quả may, còn nói, cái đó mấy ông nói đúng. Nhưng mà cái này á thì sao? Đảng nhà nước còn đưa ra để xử lý mà thông báo để nhân dân biết nắm luôn mà, đúng không? Và chính nhân dân là những người gì? Họ là gì? Họ lên tiếng và họ nhận rằng cái lỗi đó lớn nhất là chính từ do họ đã gây ra áp lực đối với gì? Đối với là chính quyền địa phương, đúng không? Cho nên á trong cái vấn đề trên á thì đảng và nước không có cái lỗi gì hết, tại vì từ lâu hả các thế lực là hả cường hào ác bá địa chủ tại địa phương nó đè đầu cửa cổ họ quá, nay là hả đảng cộng sản ra đời đã trao cho họ cái quyền làm chủ thì tất nhiên họ đã quay lại và báo thù những gì những cái cường hào địa chủ cũ đó. Thậm chí ngay cả gì một số địa chủ là yêu nước luôn cũng bị dính miễn. Đây là một cái đau điều đau lòng và điều đó đảng và nhà nước công khai nhận lỗi và chịu bị xử lý, đúng không? Đồng thời là tiến hành điều tra trả lại chánh quan sai cho các cái gì các địa chủ yêu nước. Nhưng mà trong cái vấn đề đó xử lý đó, đúng không, thì nó cũng có là gì có là thiếu sót, không ai là gì nói là nó hoàn toàn nó đúng 100% đấy. Và tất cả các báo đài các kênh truyền hình cho đến ngày nay của gì của đảng và nhà nước vẫn là hả vẫn đưa cái vấn đề đó ra để phân tích và mổ xẻ tìm hiểu căn nguyên trong đó. Họ vẫn đưa vẫn nói, còn cái lũ các người thì sao, cái lũ các người vẫn dựa vào đó để nói rằng ơi cơm sườn Việt Nam chính quyền đó là cơm sườn Việt Nam là gây ra thấy cái mà hả cải cách ruộng đất đó làm gì làm là hả biết bao nhiêu người là hả chết đó vân vân và vân vân. Nhưng mà có một điều gì nè, cải cách ruộng đất năm bao gì năm 45 đó để làm nhằm mục đích gì là người dân đó, ngoài cái vấn đề là người dân có ruộng để cày còn đồng thời là gì để tăng cái sản lượng lương thực, mà năm 45 đó, cái nạn đói kinh hoàng ở miền Bắc để gây ra cho cái chết của hơn 2 triệu đồng bào đó từ đâu ra? Tôi cho mày đó là cúc được rồi, hay là đổi thứ mất dạy. Ta nói bởi vì cái đám cào khiếm 10 ngón là tội nghiệp. Chỉ ở đó có thể là gì? Chỉ có thể là ở dưới đó ngồi sủa như chó chứ có dám lên mà lên đây là để mà tranh luận phản biện đó. Lên đi. Mở hết á, gửi yêu cầu lên cứ mở đó. Lên đây mà tranh luận là phản biện. Tội nghiệp. Đám chỉ là đám đó vậy. Đám cào khiếm tội quá. Chàng cao dân ngu mà nói sự thật sao 90 triệu dân chấp nhận còn ai khôn quá sao bỏ đất nước mà đi. Bạn chàng cao có cái cồn anh phải nói là nó thốt. Cái vấn đề cải cách ruộng đất đó đó à, chúng ta thấy tất cả các báo đài của đảng nhà nước người ta đưa ra đó ta có bưng mít đâu, dân người ta biết rất là rành, mà cái điệp khúc của lũ sổ lá bao ve này bảo rằng đó là gì đảng bưng bít thì che giấu lấp liếp gì đó. Ôi, trời, ta nói nghe bọn này thể hiện cái đầu óc ngu. Tôi chỉ là thằng cu ly ở chợ cá dốt bỏ mẹ chứ tôi biết méo gì về mấy cái vấn đề đó, đó. Vậy mà tôi chỉ cần tìm hiểu mấy thông tin này ở bên mấy báo chí của đâu không của chính mình nó là mẫu quốc pháp, tại vì những cái bài này chính là người Pháp họ viết ra qua đó mà hả coi dịch chút là ra liền chứ tôi đâu coi mấy cái thông tin gì của mấy ông chính quyền công sự Việt Nam này đâu. Tại vì nếu mà xem của mấy ổng khéo tôi bị nhồi sọ, được chưa? Nói cái vấn đề cải cách ruộng đất năm 45 thì chúng ta không có quên một cái sự kiện mà chắc có lẽ bao que thì chúng nó không bao giờ muốn đề cập đó. Chúng nó đâu bao giờ nói đâu. Chúng nó chăm 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 vô là cải cách ruộng đất chết, chết làm chết mấy trăm ngàn người. Nhưng mà năm 45 đó, cái nạn đói lịch sử năm Ất Dậu á làm chết hơn 2 triệu đồng bào á. Mấy 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 bạn á là hả cào phím mà gì Nguyễn Bảo Ngọc mấy bạn có biết không
Nè thì mà bạn Bảo Ngọc ơi, tôi nói thiệt chứ bạn, cái thứ văn hóa khí của mấy bạn á, mấy bạn làm gì có cái trình để mà lên đây để nói chuyện với tôi, thấy không? Cái trình của mấy bạn chỉ có thể là nấp sau bàn phím và cào, thấy không? Tại vì sao? Tại vì cái đầu của mấy bạn để với cái lỗ đít ở dưới, là làm sao mấy bạn có cái não trên này đâu mà để tranh luận với tôi được, đúng chưa? Nạn đói năm là hả Ất Dậu năm 45 làm chết 2 triệu đồng bào, đúng không? Lúc đó đó sao không nghe cái bọn mà sổ lá bao que các người đó nói đi. Lúc đó đó cái bọn ngụy quyền quốc gia Việt Nam của gì Trần Trọng Kim đó, chúng nó làm được gì? Chúng nó khoanh tay nó dòm dân gì, dân dân chết đói, đúng không? 2 triệu người đấy, thấy chưa? Một cái sự thật nó quá hiển nhiên đó. 2 triệu đồng bào nạn nhân của nạn đói nó Ất Dậu năm 45 nó chết đó, đúng không? Bọn ngụy quyền quốc gia Việt Nam đó của Trần Trọng Kim đó, đúng không? Nó là được gì đó, là cái tổ tông cái vẻ cứt ba sọc của chúng mày đó, đúng chưa? Nó làm gì, nó khoanh tay nó ngồi dòm đó, ngồi dòm nhân dân là gì, từng người chết vì đói đó, đói khát đó đó. Đó, bọn bọn dĩa cứt bả sọc chứ mày á đó. Đó làm gì ngồi đó nó dòm đó, đúng không? Chứ nó làm gì, còn lúc đó chính quyền cái gì, chính quyền là hả Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa làm gì, bác đảng nhà nước nhân dân làm gì, họ là phá kho thóc của gì quân Nhật, cướp cái gì cướp thóc của quân Nhật để gì, để cứu đói cho nhân dân, đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi gì, đánh đuổi phát xít Nhật, phá kho thóc của Nhật, cứu đói cho nhân dân. Còn bọn cái gì, bọn tổ tông cái vẻ cứt ba sọc chúng mày thì khoanh tay ngồi nhìn đó, kho thóc rất là đầy bồ, nhưng mà tìm mọi cách là gì đem giao cho thằng Pháp với thằng Nhật, không phải gì không đem ra là hả cứu đói cho dân. Vì thì hóa ra cái lũ cứt ba sọc chúng mày rõ ràng là gì, là bọn bán nước hại dân chứ còn cái gì nữa, đúng không? Còn đảng cái gì, đảng con sườn Việt Nam mà chúng mày bảo á, như bác rồi đó, chúng mày nó mới gì còn anh những câu mất dạy đó, đúng không? Thì đúng vậy, nhờ bác á nhịn ăn, đúng không? Ăn thì 3 buổi nhưng mà bác nhịn á 2 buổi, đúng không? Góp gạo đem cứu đói nhân dân, đúng không? Chắc lẽ trong số đó tao nghĩ chắc có thể là có tổ tông á, ông bà già của chúng mày trong đó, đúng chưa? Nhờ vậy ngày hôm nay họ ăn no mặc đẹp mới đẻ ra mấy cái thứ gì, cái thứ mà ngồi đây cái gì cào bàn phím thể hiện cái độ ngu học và mất dạy của chúng mày, mà điều đặc biệt phải tội cào phím mà núp như đó gì, núp sau cái bàn phím ẵng quá tội. Tụi mày nói mày, tụi mày hay quá thì tụi mày phải lên đây tụi mày với gì phản biện với tao nè, xem tao đi, xem tao nói đúng hay nó sai, còn nó mà cào phím mình tao không có rảnh đâu, tao đọc tao nghiệp, đúng không? Trình cái loại ất láo nháo như tụi mày ấy, cái đám gì đám cứt ba sọc của tụi mày làm gì ấy, có đủ tư cách để mà lên đây mà dám nói chuyện với tao, đúng không? Bọn thằng ta Hino này mày mày viết cào phím gì vậy? Tao bảo rồi, hôm nay là diễn đàn mở, mấy cái loại ất láo nháo gì tụi mày tao mời lên chém gió cho nó đừng lo, đúng không? Hôm nay là ngày 29 tháng 4 rồi, ngày mai á sẽ là ngày gì, là cái ngày quất nhục mà tụt quần đu càng của mấy cái thằng tổ công tổ tông mà cờ cứt ba sọc của chúng mày đó, hiểu không? Tổ tông cờ cứt ba sọc của chúng mày á, cái bọn ngụy quân ngụy quyền tụt quần đu càng, hiểu không? Cái bọn mà đứng thế số 1 thế giới giữa khoảng gì đu càng máy bay đó, đúng không? Đu mà đu như khỉ trong cái gánh xiếc á, mấy gánh xiếc ở Mỹ đó, đó gan luôn, đúng chưa? Ôi mày lại ngu nữa, Nguyễn Ngọc bà, Nguyễn Bảo Ngọc bố mày đây á, là gì sao bố mày đây á, là gì là con là cháu của là sĩ quan ngụy Sài Gòn cấp bậc là thiếu tá, nghe con là cốc nhái như con mà đủ trình để nói với bố à, cút lên cào phím, mày mà xuất hiện lên đây tao sẽ dập cho tụi mày một trận, tụi mày tả tơi hết.
mà làm gì có đủ trình để mà nói với tao. Nói gì cái khoản mà tâm lý chiến à, bố mày à, học đầy hết trơn là con này, đúng không? Nếu các con thích thì các con lên đây tranh luận với bố, để bố giảng cho các con về một cái tràng gọi là tâm lý chiến để cho các con hiểu, hiểu chưa? Rồi, có lẽ là đến đây phải ngưng chuyển qua chủ đề mới được rồi. Không, cái này chủ yếu để thông não cho mấy cái thằng cào phím 10 ngón để cho chúng nó hiểu rằng, không, cái cải cách ruộng đất đó, không, dân ta ai cũng biết, ngay cả thằng dốt không có trình độ nó cũng biết. Chỉ có mấy cái loại cào phím mà cái đích nó để trên đầu, đúng không? Nó xem đó nè, nó chế là nó xem giống như là một cái gì đó kinh thiên động địa, một cái gì kinh ghê lắm nghe, để nó giật gân, nó wheel line vô, để hô hào phán đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà thể hiện cái độ ngu dốt của bọn này. Tại vì sao? Tại vì những cái thông tin đó hàng ngày hàng giờ báo chí viết đầy, mà không phải báo chí trong nước, báo chí nước ngoài người ta viết đầy rẫy chứ, không có chịu tìm hiểu đâu. Chúng ta lên trên ba Facebook nghe mấy bài viết của thằng Nhật ký bán nước của mấy thằng vịt tàn, mấy con gì, mấy con ve trần gì đó, mấy thằng cái gì à, thằng thái nái gì đó, rồi thằng chột gì đó, trời ơi, thể hiện cái trình độ gì. Đích để cho đầu không, thôi mà thôi dẹp qua chủ đề đi ta. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75 không, khi tiếp vãn là hả Sài Gòn, đúng không? Thì á, nói chung á là Sài Gòn vẫn còn là nguyên vẹn như một số người bảo, đúng không? Nguyên vẹn là không có nghĩa là không có đổ nát, đúng chưa? Nhưng mà nói mà về cái gọi là nó không đổ nát là tôi xin thưa, không dám, không có đổ nát đâu. Mặc đúng là mặc dù là những cái cơ sở hạ tầng ở Sài Gòn nói gì, nó không bị phá hủy hết, nó vẫn còn nguyên, nhưng mà nhưng mà nhiều nơi bị phá hủy rất nặng nề chứ không phải là hả còn AC nhá. Không, nè, em Nguyễn Bảo Ngọc ơi, nói thật anh đang mất bình tĩnh, anh đang mất phương hướng, em hãy lên cho anh một đoàn tâm lý chiến để anh có bình tĩnh lại. Có em Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Bảo Ngọc sao anh mời hoài mà em cứ từ chối anh hoài, em Nguyễn Bảo Ngọc. Thì vào đó là tiếp quản đó là ở Sài Gòn, không, thì chính quyền quân quản còn tiếp quản luôn cả gì là tài sản, gồm cái gì, gồm các mà như là hả tiền vàng, trong là các ngân khố quốc gia của ngụy quyền Sài Gòn à. Và trong đó đặc biệt là có cái vấn đề là câu chuyện 16 tấn vàng của ngân khố quốc gia Việt Nam Cộng Hòa à. Mà nhiều người là thắc mắc, có người thì có một số báo ở trong nước cũng như nước ngoài là đưa ra một cái giả thuyết là những ngày cuối tháng 4 thì ông Nguyễn Văn Thiệu đã đưa 16, chuyển 16 tấn vàng đó ra nước ngoài à. Thì hôm nay sẽ có một số thông tin bài viết được tổng hợp từ các nguồn báo của gì, của cả ở nước ngoài và gì, của cả là trong nước luôn à, về cái tổng cái số vàng gồm là 16 tấn vàng của ông Thiệu và khoảng là gì, khoảng hơn 20 là hả 4 tấn vàng là các loại khác, tổng số là 40 tấn, không? Và tổng số 40 tấn vàng đó thì chính quyền mới là hả Cộng sản Việt Nam sẽ dùng nó làm cái gì? Ngày mai 11:30 hàng năm tưởng nhớ đoàn quân giải phóng đi xe tăng tiến về Sài Gòn, đến dinh thống nhất vinh quang mà giờ không còn chiến tranh nữa, thì đoàn đoàn đua xe đạp chạy về cùng đúng giờ, xem mà cảm động rơi nước mắt. Quy chưa? Ê, câu cửa miệng này đưa lên hoài
lên chém gió đồ chơi cưng. 16 tấn vàng là cái ngân khoản dự trữ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đó. Được cất cái gì? Được cất trong là ngân hàng quốc gia Việt Nam. À, vào thời điểm tháng 4 năm 75, khoảnh khắc cuối cùng của sự tồn tại của nhà nước Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa đó, số vàng này gồm mới là 1.234 thỏi, à, nặng khoảng là 16 tấn và trị giá khoảng là 71,658 triệu đô la Mỹ theo cái giá vàng vào thời điểm đó. À, đó là chịu khó các cưng lên trên mạng Google và search vào thời điểm đó mà nắm. Ê, 16 tấn vàng này thì nói chung nó gắn liền với câu chuyện về việc là ông ấy, ông Nguyễn Văn Thiệu trong gian y đoạn là cuối cùng của chế độ. À, ông ta gì? Ông ta đã đem theo là 16 tấn vàng này chạy ra nước ngoài vào năm 75. Thực ra thì cái việc Nguyễn Văn Thiệu có kế hoạch chuyển 16 tấn vàng này ra nước ngoài với sự giúp sức của Mỹ, à, là có thật. Nhưng mà cái kế hoạch này đã bất thành do ông Thiệu phải từ chức trước khi kế hoạch được thực hiện. Tao không biết là hả bị gì nó thằng Vi Chương, nhưng mà tao chỉ thấy là mày phải lên trên mạng Facebook mày cào phím mày núp trên bàn phím tội quá mày. Về cái bối cảnh của nó thì nói chung ra thì vào tháng 3 và tháng 4 năm 75 thì các tuyến phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Sài Gòn liên tục bị sụp đổ trước cuộc tấn công của quân giải phóng là Nam Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, quân đội Mỹ thì từ chối đề nghị của chính phủ Mỹ về việc viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. À, chính quyền này đứng trước nguy cơ thì sụp hoàn toàn. Ơi, à, này con Nguyễn Bảo Ngọc. Vậy thì hãy Nguyễn Bảo Ngọc nên nó cào mà. Mày lại cào cái câu đó mà mày đem gì? Tao nghĩ rằng á, không? Mày đem cái câu bả đó đó, mày về mày đi. Mày đắp lên cái mặt mày, mày thấm vô xong rồi mày xài luôn là được đó, Nguyễn Văn Ngọc. Có thằng lâm lon này nhưng mà có một đám gì đó, một đám cào phím là cào cứt ba sọc, nó không dám lên là nó ló cái mặt ra để nói chuyện với thằng lâm lon này, khổ ghê. À, để hôm nay thằng lâm lon này sao không não cho cái đám cào phím mà cực ngu tụi mày, cho tụi mày biết. Vậy thì cái 16 tấn vàng mà ha, bố tiên sư con Bảo Ngọc này nó đang bảo là đem cho Liên Xô đó ha, được sẽ được dùng làm gì, để chúc bố mày sẽ thông não cho mày biết luôn. À, 16 tấn vàng đó hả, thì để bố mày cho mày biết như thế này nè. À, 16 tấn vàng đó đó đem đem qua Liên Xô bán để làm gì mày có biết không? Bán để trả nợ cho thằng cha, cái con mẹ cái cờ cứt ba sọc của mày đó, biết chưa? Tổng số tiền là 145 triệu đô la. Thời giá năm 75. Đúng chưa? Gắn không vừa thì đục ra gắn vô. Em vừa em lại quăng cái bả đó ra nữa thì tội nghiệp quá. Can Hoàng Phan lên đây nói chuyện với anh, đừng ngồi với cào phím, anh làm biến đọc lắm, tại anh dốt, trình độ của anh không có nhiều chẳng làm sao anh đọc được cho cưng. 16 tấn vàng đó, à, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu dùng để làm gì? Kế hoạch của ông Nguyễn Văn Thiệu là dùng 16 tấn vàng đó để mua vũ khí. Đấy. Để cứu vãn sự sụp đổ hoàn toàn này, hay ít ra thì cũng làm chậm nó. Thì từ đầu tháng 4, khi là hy vọng được Mỹ viện trợ khẩn cấp thì đã gần như không còn. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã lập một kế hoạch khác để vay tiền cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông cử ngoại trưởng là Vương Văn Bắc bay sang Ả Rập Saudi đề nghị quốc vương Khaled tiếp tục đồng ý cho Việt Nam Cộng Hòa vay tiền như phụ vương của ông ta, vua Faisal, đã hứa trước khi bị hạ sát. Nhưng để đạt được cái giải pháp tài chính nhanh hơn nữa thì Nguyễn Văn Thiệu là cử tổng trưởng kế hoạch là Nguyễn Tiến Hưng, à, ngày 15 tháng 4 bay sang Mỹ để cùng Ngoại trưởng Vương Văn Bắc xúc tiến việc vận động hành lang để vay 3 tỷ USD từ chính phủ Mỹ. Với bốn khoản thế chấp là tài nguyên dầu hóa vậy và nông nghiệp của Việt Nam Cộng Hòa. À, gì
Chị muốn được giai tiền của ngoại bang mà đem luôn cả tài nguyên đất nước đi, đem ra bán luôn cho cả nước, ngoài. Ta nói nghe bởi vì nói về cái khoản bán nước hại dân thì chắc có lẽ cái tổ tông cờ cứt ba sọc của tôi là cái đứng hàng nhì, là không ai dám đứng hàng nhất, thật quá lợi hại. Số tiền mấy trăm triệu USD mà quốc vương Halet hứa cho vay và 16 tấn vàng dự trữ đang nằm trong hầm của ngân hàng quốc gia ở bến Chương Dương. Theo ông Nguyễn Tiến Hưng, thư ông Thiệu gửi tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ có cái đoạn viết như thế này. À, viết là phải chuẩn để khéo bà que nó bắt bẻ là mình chế, mình xuyên tạc. Tôi trân trọng thỉnh cầu ngài kêu gọi quốc hội cho Việt Nam Cộng Hòa vay dài hạn 3 tỷ đô la chia làm 3 năm, lãi suất do chính quốc hội ấn định và xin chuyển hạn là 10 năm trước khi trả vốn và lời. Tài nguyên dầu hỏa và canh nông của Việt Nam Cộng Hòa sẽ dùng làm tiền thế chân cho món nợ này. Món nợ giúp chúng tôi chống xâm lăng và cho chúng tôi cơ hội để tồn tại như một quốc gia tự do. Cũng từ đầu tháng 4, Nguyễn Tiến Hưng đã đề nghị giải pháp dùng vàng dự trữ để mua vũ khí cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa như là một nỗ lực phòng thủ cuối cùng, để đề xuất các phương pháp chuyển tiền ra nước ngoài. Số vàng dự trữ lúc đó còn 16 tấn, trị giá là khoảng gần 220 triệu đô la theo giá vàng lúc đó, được giao cho thống đốc ngân hàng quốc gia là ông Lê Quang Nguyễn phụ trách chuyển ra ngoại quốc để thế chấp. À, ông Nguyễn lập tức liên lạc với các hãng hàng không TWA, Pan Am và hãng bảo hiểm Lloyd ở London để gì? Nhưng mà thông tin bị lộ ra ngoài. Ngày 5 tháng 4, một số tờ báo nước ngoài đã bắt đầu đăng tải những cái bản tin sốt dẻo đó với sự ám chỉ về một âm mưu chiếm đoạt của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Các tờ báo lớn có phóng viên thường trú tại Sài Gòn đưa tin là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chuẩn bị mang 16 tấn vàng ra nước ngoài. Không chỉ BBC, AP mà nhiều tờ báo khác như Los Angeles Times lúc đó cũng đăng là tin. Báo chí Việt Nam Cộng Hòa cũng đưa tin về sự kiện này. Tờ Chính luận ngày 16 tháng 4 đăng tuyên bố của phát ngôn viên chính phủ. Hoàn toàn là tin thất thiệt, đầy ác ý, cố ý bôi lọ. Và tình trạng loan tin thất thiệt và cố ý bôi lọ của các hãng thông tấn và báo chí ngoại quốc loan đi không phải mới xảy ra mà đã kéo dài từ lâu. Kế hoạch chuyển vàng đi Thụy Sĩ vì thế đã bị vỡ. Các hãng hàng không và bảo hiểm quốc tế từ chối phi vụ này vì sợ bị dư luận là chỉ trích. Đại sứ Mỹ Raham Martin can thiệp để giúp chuyển vàng đi, để hy vọng làm tan đi mối nghi ngờ xung quanh vụ việc. Martin thuyết phục Nguyễn Quang Thiệu gửi vàng vào ngân hàng dự trữ liên bang tại New York, cái này tiếng Anh thành ra mình dốt mình không có đọc được, nơi nhiều nước khác cũng gửi tài sản, và Nguyễn Văn Thiệu đã đồng ý. Ngày 16 tháng 4, đại sứ Martin đã điện về Washington và xin một chuyến bay quân sự đặc biệt để bảo hiểm chở số vàng đó sang gì? Sang New York. Nhưng không quân Mỹ và ngân hàng dự trữ liên bang New York đã không dễ dàng tìm được cái hợp đồng bảo hiểm. À. Và một khối tài sản lớn như thế từ một nước đang có chiến tranh. Đấy. Cuối cùng thì vấn đề bảo hiểm cũng được dàn xếp xong. Và sáng ngày 25 tháng 4 thì một chiếc máy bay quân sự từ căn cứ LAT của Philippines đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất tại Sài Gòn, sẵn sàng bốc là 16 cái tấn vàng nó ra khỏi Việt Nam trước 7 giờ sáng là ngày 27 tháng 4. À. Kế hoạch chuyển vàng bất thành. À, tuy nhiên sau sự sụp đổ của Xuân Lộc, tiếng phòng thủ cuối cùng là cho Sài Gòn. Người đưa ra quyết định chuyển vàng ra nước ngoài là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phải từ chức do cái sức ép gì? Do cái sức ép là hả của các tướng dưới quyền như ông Trần Văn Đôn
Cao Văn Nguyên và Thủ tướng gì? Nguyễn Bắc Cẩn, Bộ trưởng Kinh tế Nguyễn Văn Hào. Do ông Thiệu đã từ chức và không còn quyền hành gì. Đây đường khí độ này lên. À, chào Minh Nhật lên đây á mà hả, live stream mà tranh luận nè, ở đó cào phím là anh gì hả? Ở đây anh mời con lên đây để nói chuyện với anh. À, à thì ra là một cái loại là cào phím núp sau bàn phím để sủa nè, tội nghiệp. À, để anh thông não cho Nguyễn gì Trần Minh Nhật ha. À, anh để anh thông não cho cái loại mà hả, cái hậu môn mà để trên đầu gì Trần Minh Nhật. Em biết gì nè ha, cái bả đó đó thôi, để anh nói em gì nè, em về em đắp vô cái đầu của em ở quanh anh, để em đắp vô cái lỗ đít của em cho nó thông, thấy không? Chứ đừng lên nó mà quăng cái bả đó ra tùm lum la đó. Tắt cười chứ, em chịu khó em vô á, không mấy cái trang như là hả gì của đại sứ quán của Mỹ đó, em chịu khó em vô đó em xẹp em coi em xem đi ha, chứ đừng lên nó lên cào phím quăng quăng bả ngu vậy, ta cười mình chứ, không đã cào phím á, mười ngón ngu rồi mà còn lên thể hiện cái độ ngu của mình đó, thì thôi thì chết luôn à. Dù ông Thiệu đã từ chức và không có cái quyền hành gì nhưng nhiều người vẫn muốn gì, không muốn có sự có mặt của ông tại Sài Gòn trong những ngày căng thẳng đó. À, Tổng thống Trần Văn Quơ Hương là khuyên ông nên sớm rời khỏi Việt Nam. Ê, đêm 25 tháng 4, với sự hộ vệ của các nhân viên CIA Mỹ cùng với cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Văn Thiệu đã ra đi với tư cách là đặc sứ của Việt Nam Cộng Hòa đến Đài Bắc để phúng yếu tưởng giới thạch, qua đời vào ngày 5 tháng 4. Ông không còn quyền lực gì đối với 16 tấn vàng khi đó vẫn nằm nguyên trong hầm chứa của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Còn dư luận thì vẫn bán tín bán nghi về tin đồn tổng thống mang vàng đi. Dù đã có tuyên bố là cải chính của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày 16 tháng 4. Khi Nguyễn Văn Thiệu hết quyền tổng thống, những người có thẩm quyền lúc đó đã không chịu làm theo ý ông Thiện nữa. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Văn Hào, cựu phó thủ tướng đặc trách là sản xuất kiêm tổng trưởng canh nông và kỹ nghệ thời chính phủ Nguyễn Bắc Cẩn, lúc đó là người giữ liên lạc giữa chính quyền Sài Gòn và sứ quán Mỹ, hoàn toàn không muốn là chuyển 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam. Trong hồ sơ mật Dinh Độc Lập, tác giả Nguyễn Tiến Hưng viết: Nguyễn Văn Hảo vào gặp cố tổng thống và gặp tổng thống Trần Văn Hương và rõ ràng nếu tổng thống cho phép chuyển số vàng ấy ra ngoại quốc thì trong trường hợp tướng Minh, tức ông Dương Văn Minh, lên thay tổng thống sẽ bị lên án là phản quốc. Loại ngu học như mày nãy giờ tao mời hoài sao mà không lết đầu lên nhỉ. Ông Hương đồng ý giữ vàng lại và sáng ngày 24 tháng 4, không một ngày trước khi ông Thiệu rời Việt Nam, ông Hảo điện cho cố vấn kinh tế đại sứ quán Mỹ là ông Danny Elerman và nói rằng tổng thống Trần Quang Hương đã quyết định là hoãn vô thời hạn việc chuyển vàng ra khỏi Việt Nam cho đến khi một chính phủ mới được thành lập. Ô vậy mà có mấy con trâu khác lại vô nó hút kinh vậy ta. Tội nghiệp mấy con trâu này kìa. Đại sứ Martin bất ngờ trước tin này, nhưng ông không cố gắng thuyết phục tổng gì tổng thống Hương hủy bỏ lệnh ấy mà quyết định tạm để vàng ở lại vì nó sẽ nâng cao vị thế của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khi thương gì khi thương lượng với quân giải phóng. À, ông lệnh cho chiếc máy bay tiếp tục đợi cho đến nửa đêm ngày 27 tháng 4. Và trả lời phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng ngày 27 tháng 3 năm 1985, Martin kể: vào lúc chót tôi có nghĩ đến việc liên lạc với người bạn cũ ở Thái Lan là tư lệnh không quân là Havi Chulasabaya, sau đó kêu gọi thêm một số thủy quân lục chiến Thái Lan bay qua Sài Gòn để giải phóng số vàng mang nó đi, nhưng
chỉ nghĩ thế thôi chứ chưa kịp làm gì, vàng vẫn còn ở đó. Vậy thì cái thông tin gì việc 16 tấn vàng sẽ bị chuyển ra nước ngoài là không có thật, đúng không? Và sau đây là cái thông tin về những ngày tiếp quản là Sài Gòn sau là sự kiện 30 tháng 4. Thì theo như là phóng sự điều tra của gì? Của báo Tuổi Trẻ ở Việt Nam và một số là các báo ở tại như là Pháp và Mỹ, thì ngày 2 tháng 5, cựu Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Hảo gặp lãnh đạo Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định. Ông trình bày chi tiết về câu chuyện liên quan đến 16 tấn vàng và đề nghị Ủy ban Quân quản tiến hành tiếp quản và kiểm kê ngay. Cũng theo báo Tuổi Trẻ thì ông Hoàng Minh Việt, chỉ huy phó đơn vị tiếp quản ngân hàng quốc gia, nói về những nhân viên là bảo vệ ngân hàng của chế độ cũ đã không rời khỏi vị trí nhiệm vụ của họ là bảo vệ an toàn kho tiền và vàng dự trữ, không để nó bị xâm nhập cướp phá giống như nhiều tòa nhà và trụ sở lân cận. Họ giữ vị trí cho đến khi những người lính giải phóng xuất viện. Thì cũng như là theo báo Tuổi Trẻ, các ông như Huỳnh Bửu Sơn, Lê Minh Khiêm là các nhân chứng trực tiếp bàn giao vàng cho chính quyền mới đầu tháng 6 năm 1975. Huỳnh Bửu Sơn, ông là người giữ chìa khóa vàng, và ông Lê Minh Khiêm, người giữ mã số của các hầm bạc được lệnh của ban quân quản ngân hàng quốc gia, cùng là gì? Cùng đơn vị tiếp quản tiến hành kiểm kê các kho tiền và vàng của chế độ cũ. Số tiền và vàng nằm trong kho khớp đúng với sổ sách từng chi tiết nhỏ. Và cái vấn đề này thì được chính những người trong cuộc họ gì? Họ đưa ra những bài viết này nè, chứ ai? Con thằng cào phím mới ngu dốt mới vô sủa mà lên cũng mất tiêu nữa kìa.